Thưa quý vị, sau gần 3 năm khởi công dự án công trình nâng cấp cải tạo tuyến đường Ngô Quyền của Hành Sơn, đến nay công trình đã hoàn thành và đưa vào vận hành khai thác. Dự án hoàn thành trên toàn tuyến đã tạo điều kiện cho các phương tiện lưu thông thuận lợi, tránh ùn tắc, giảm thiểu tai nạn giao thông, góp phần phát triển kinh tế xã hội thành phố. Tuyến đường Ngô Quyền Ngũ Hành Sơn, đoạn từ Nguyễn Văn Vinh, quận Sơn Trà đến Hồ Xuân Hương, quận Ngũ Hành Sơn, có tổng chiều dài 7,84 km, được khởi công từ tháng 4 năm 2020, chia thành hai giai đoạn thi công, cải tạo, do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông làm chủ đầu tư, kiêm điều hành dự án. Theo thiết kế, đoạn từ nút giao Nguyễn Văn Vinh đến nút giao Võ Văn Kiệt dài 5,05 km, thi công hoàn thành vào tháng 4 năm 2022, tổ chức giao thông 3 làn trên luồng chính dành cho ô tô và xe container và 2 làn biên dành cho xe máy, xe thô sơ, xe dưới 7 chỗ lưu thông. Đoạn từ nút giao Võ Văn Kiệt đến nút giao Hồ Xuân Hương dài 2,79 km, hoàn thành vào ngày 20 tháng 7 năm 2023, tổ chức giao thông 2 làn trên luồng chính dành cho ô tô và xe container và 3 làn biên dành cho xe máy, xe thô sơ, xe dưới 7 chỗ lưu thông. Khi mà chưa làm con đường này á là nó ùn tắc liên tục và vào giờ cao điểm là 7 giờ sáng với 5 giờ chiều là phương tiện nó nhiều. Và sau khi mà hoàn thành con đường này rồi á là rất là tốt đẹp, là không có ùn phương tiện giao thông không còn bị ùn tắc nữa. Là người dân đi đứng rất là thoải mái. Dự án Ngô Quyền Quỳnh Sơn để thi công đến thời điểm này là đến hiện trường cơ bản là hoàn thành, thì các hệ thống an toàn giao thông là xong, thì nhà thầu đang tiến hành hoàn thành một số biển báo phụ, vỉa hè và các hồ sơ nội nghiệp để tiến hành báo cáo các bên nguồn thu bàn giao. Với cái tiến độ thì đều đạt theo kế hoạch đề ra. Qua 2 tuần đi vào vận hành khai thác thử nghiệm, giao thông trên toàn tuyến an toàn thông suốt. Vào giờ cao điểm tại các điểm giao cắt, các đèn tín hiệu giao thông được cài đặt đồng bộ khoa học theo phương thức 5 pha dành cho từng loại phương tiện, được phép rẽ phải, rẽ trái và đi thẳng, nên chưa có hiện tượng xung đột giao thông tại nút. Giai đoạn 2 của dự án được thí điểm từ đoạn ngã tư Võ Văn Kiệt đến Hồ Xuân Hương. Đường luồng chính bên ngoài được thu hẹp còn 8 mét dành riêng cho 2 làn xe container và ô tô lưu thông. Đường bên trong mở rộng đến 10 mét 5 dành cho 3 làn xe hỗn hợp, ô tô dưới 7 chỗ, xe gắn máy và xe thô sơ nên rất thông thoáng, tạo thuận lợi cho các hộ dân hai bên đường kinh doanh dịch vụ. Hiện tại bây giờ tất cả các nút mà của dự án mình đang áp dụng á, là hiện là đã phân tách thành là 5 pha. Giữa các pha rẽ phải và pha đi thẳng, như vậy là không có sự là bị giao thoa là dẫn đến tiềm ẩn tai nạn giao thông. Như vậy thì tránh được những cái tai nạn đáng tiếc là do những cái điểm mù giữa các phương tiện giao thông trên tuyến. Hiện công trình đang vận hành thử nghiệm trong khoảng thời gian từ 3 đến 6 tháng để theo dõi đánh giá ưu nhược điểm phương án tổ chức giao thông của hai đoạn tuyến trên, làm cơ sở thống nhất phương án tổ chức giao thông đồng bộ trên tuyến đường Ngô Quyền - Ngũ Hành Sơn.